Kính chào quý vị và các bạn. Chịu sự tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên tại Bắc Bộ đã có nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ. Nhưng nắng nóng sẽ sớm chấm dứt khi khối không khí lạnh có cường độ yếu di chuyển xuống sẽ xung đột với vùng áp thấp nóng gây mưa dông diện rải rác. Trong mưa dông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh, đồng thời nền nhiệt sẽ giảm nhanh, cao nhất ngày mai chỉ trong khoảng là 29 đến 32 độ, chỉ vài nơi thuộc khu Tây Bắc mức nhiệt độ vượt ngưỡng 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xảy ra nắng nóng diện rộng trong mấy ngày gần đây. Dự báo là tại Bắc Trung Bộ, ngày mai nắng nóng suy giảm dần, cao nhất ngày mai tại đây cũng như là tại Nam Trung Bộ chỉ trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Do tác động của giải áp thấp xích đạo nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, cục bộ có mưa dông mạnh. Ban ngày, cả hai khu vực vẫn có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên vẫn dao động từ 31 đến 34 độ, còn Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa, phổ biến không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tại quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, riêng phía Bắc từ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng phía Bắc 34 đến 36 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Thời tiết tỉnh Ninh Bình,